không có mặc quần áo ở trên người, hỏa thân 100%, và trong cái lò gạch đó rất là ngợp, mà phải tạo hiệu ứng lửa khói thì rất là nóng. Mọi người hình dung được trong đó có lửa mà khói mà không có cái đường thoát ra. Tài phải nằm sấp ở đó suốt gần 2-3 tiếng đồng hồ. Thì nhận thấy được cái sự vất vả đó của Tài và của anh em. Sau thời gian hoãn chiếu vì dịch Covid-19, cuối cùng phim điện ảnh Chồng Người Ta cũng đến được với khán giả vào hôm 18 tháng 11 năm 2020. Phim do Nguyễn Hữu Tiến đạo diễn, quy tụ nhiều gương mặt trẻ trong giới điện ảnh như Trịnh Xuân Nhàn, Yaya Trương Nhi, Lý Bình, Gôn Trần, Thanh Trúc, Tú Hảo, Hải Triều. Ngay từ những teaser đầu tiên, Chồng Người Ta đã gây xôn xao bởi những thước phim nóng bỏng mắt. Đây là một trong số ít phim Việt mạnh dạn khai thác đề tài đồng tính với góc nhìn đồng cảm sâu sắc. Từ mối quan hệ phức tạp của ba nhân vật Hà, Cường và Trung, phim đem tới một chuỗi những mâu thuẫn nối liền từ quá khứ đến hiện tại, những bí mật chồng chất bí mật. Sau lần chạm ngõ đầu tiên với màn ảnh rộng trong phim Lô Tô, thì đây là vai nam chính đầu tiên mà Trịnh Xuân Nhàn đảm nhận. Trước một vai diễn tâm lý phức tạp, đòi hỏi những phân đoạn khỏa thân gần như 100%, anh chia sẻ. Khi mà Nhãn nhận được kịch bản và Nhãn thấy có những cái cảnh mà như vậy, thì mình biết là mình không có thể nào mà diễn được những cái đoạn nó khó như vậy đối với Nhãn. Và Nhãn cũng chia sẻ thật là từ lúc mà Nhãn nhận vai đó cho đến khi mà ra on set quay cái cảnh nóng đối với bạn Tài, Nhãn chưa thực sự nhập vai vào cái phân đoạn đó, cái phân cảnh đó. Thì đến khi mà set máy đến khuya, lúc đó thì toàn bộ ekip đã quay xuyên suốt. Tại vì những ngày mà quay ở Vĩnh Long á, cả đoàn phải làm việc gần như là liên tục. Thì ekip đã làm việc suốt cả ngày hôm qua rồi. Thì Nhãn đã thấy anh em trong đoàn, từ quay phim, thiết kế ánh sáng, và đặc biệt là bạn diễn của mình, bạn Phạm Quỳnh Hữu Tài. Tài dường như là không có mặc quần áo ở trên người, hỏa thân 100%, và trong cái lò gạch đó rất là ngợp, mà phải tạo hiệu ứng lửa khói thì rất là nóng. Mọi người hình dung được trong đó có lửa mà khói mà không có cái đường thoát ra. Tài phải nằm sấp ở đó suốt gần 2-3 tiếng đồng hồ. Thì Nhãn thấy được cái sự vất vả đó của Tài và của anh em. Thì trong một thoáng chốc đó, Nhãn có một cái cảm xúc gì đó, Nhãn có một cái động lực từ bên trong nào đó giúp cho Nhãn hoàn thành tốt cái phân cảnh đó. Và đặc biệt cái phân cảnh đó chỉ quay đúng một lần thôi, và anh Tiến nói là đã ok rồi, bây giờ nếu như mà quay lại thì chắc cũng không làm được như vậy. Dù xuất hiện nhiều, nhưng những cảnh nóng trong Chồng Người Ta được đánh giá là có sự trau chuốt trong từng góc quay để không trở nên phản cảm, gượng ép, mà còn là yếu tố giúp khán giả hiểu hơn cho số phận đau thương của nhân vật. Là một khán giả sau khi thưởng thức bộ phim, Trang Trần đã có những chia sẻ đầu tiên về tình yêu đồng tính trong phim Chồng Người Ta. Bộ phim Chồng Người Ta đã cho tôi nhìn thấy và tôi đã có rất nhiều cặp bạn bè tình yêu vàng, tình yêu bạc, tình yêu kim cương. Họ sống với nhau 20-30 năm, mặc dù tôi chỉ 35 tuổi, nhưng mà có những người anh chị yêu nhau cặp là 35. Đó. Thì mình hãy tiếp cho giới LGBT chúng ta là mạnh mẽ, chiến đấu với tình yêu của mình và thủy chung. Thảm đỏ của Chồng Người Ta hôm 18 tháng 11 năm 2020 còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi trong giới showbiz như nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, diễn viên Đại Nghĩa, Ngọc Lan, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, BB Trần.